dự báo thời tiết chiều và đêm 26 tháng 8, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực vùng núi đêm có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và tối có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ.